Bây giờ lượt đầu tiên xin mời, đó chính là ai? Lượt chơi này quan trọng nha. Mở màn á. Thôi, lúc trước anh đi, anh đi. Đúng rồi, lúc trước mình thắng sao bây giờ mình đi vậy? Mời anh Bảy. Anh Bảy chơi với anh Hải. Bảy chơi với anh Hải. Rồi, ai lên trước, anh sao? Giờ cho anh lên trước, em đỡ áp lực công việc. Sao, em sao? Em xin mời anh lên trước để cho em đỡ áp lực hơn. Rồi, lên luôn. Ta nhờ chăm gì nữa. Lâu rồi anh Đạt có đi Hàn Quốc không? Hỏi thiệt mà. Chưa lâu lắm rồi, chưa lâu đi. Rồi không đi Seoul đúng không? Seoul sẽ hiện về trước mặt mình ngay lập tức. Mời Harry. Dạ. Hỗ trợ Seoul cái. Em sợ anh Đạt không hiểu ngôn ngữ của em. Hôm nay em nói anh hiểu, anh nói em không nghe, quá trời hợp lý. Không sao đâu. Hai đứa mình hợp tác. Bữa nay mà đội tụi em thua là do anh chị á. Cái gì? Dạ, chị nói anh không nghe, anh trả lời cũng không được. Là tại anh chị chứ không phải tại tụi em. À vậy hả? À ok. Thật ra trong cuộc sống mình á, phải luôn có thử thách dành cho nhau thì mình mới phát triển được. Em xem đây là thử thách. Vượt qua thử thách này là cuộc đời em sang trang mới. Có không anh? Chị Harry, em tin chị. Anh không tin em. Hình như là em cũng có đã từng đọc cho anh rồi đúng không anh? Chưa bao giờ luôn. Chưa bao giờ. Thấy chưa? Người ta thích đi Seoul mà chưa bao giờ đi được. Không, mà bữa nay là sự phối hợp. Em thì nói lớn lớn, anh nói khàn khàn. Dạ. Khán giả hiểu hết. Khán giả hiểu hết đâu anh. Dạ, em cũng mong là hiểu hết. Kính thưa quý vị, anh Hứa Minh Đạt đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: trái gì không được lòng người? Trái lòng trái. Trái đắng trái ngang. Trái gì trời? Bỏ qua được không? Dạ anh cứ nói đại một cái ý anh. Trái đắng. Dạ không chính xác. Dạ. Đáp án là trái ý. À, trái ý. Vâng. Trái gì thường hay mất ngủ? Trái giấc. Trái giấc. Trái giấc, ok. Ok, trái giờ trái giấc. Trái giờ trái giấc đó, nó là dạ, chung một nghĩa đó. Chính xác. Hợp nhau rồi đó, phải hợp nhau rồi đó. Ok rồi đó. Đây là đố chữ. Sầu gì hay trễ giờ? Sầu gì hay trễ giờ? Dạ, sầu anh liệt kê thử xem anh. Sầu rồi, sầu muộn, sầu. Sầu gì hay trễ giờ? Sầu. Sầu đa, sầu riêng hả? Chị Bảy. Anh liệt kê lại coi. Sầu muộn. Chính xác. Trời ơi. Đố địa danh. Lâm và Minh thích chơi U. Họ thường chơi ở đâu? Địa danh. Dạ. Đố địa danh. Lại nói lại anh nghe. Hiểu không? Hiểu không? Lâm và Minh thích chơi U. Họ thường chơi ở đâu? U Minh, rừng U Minh. Chính xác. Đây là đố chữ. Câu gì rất đau đớn? Hả? Câu gì rất đau đớn? Câu cá. Câu cá. Câu cá sao đau anh? Móc cổ họng lên. Đây là đố chữ anh. Đố chữ hả? Dạ. Câu gì rất đau đớn? Rau câu. Câu câu. Câu giờ. Câu Anh trả lời đại anh. Câu cá. Dạ, không chính xác. Rồi xuống đi. Đáp án là câu cú. Câu cú hả? À. Câu cú là nói về cái câu chữ mình gọi là câu cú. Nhưng mà cái chữ cú rồi, là rồi. Là ký đó, là cú vào người thì không thể đâu. Cái này là không có đố chữ, không có gì hết anh. Ve gì cần được tái chế? Ve chai. Chính xác. Đây là đố địa danh. Bình nào ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh? Bình Thạnh. Gì? Bình gì ở ngoại thành? Dạ, bình nào ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh? Bình Ba. Là đáp án của anh là? Bình Ba. Dạ, không chính xác. Rồi, đúng rồi. Đáp án là Bình Chánh. À, Bình Ba cũng đúng mà. Ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh sao Bình Ba? Bình Ba tuốt ở miền Trung mà. Đố thành ngữ. Bình gì luôn tỏ ra thản nhiên mặc kệ những chuyện cấp bách đang xảy ra trước mắt? Bình thản. Câu đố thành ngữ. Đố thành ngữ anh. Bình thản. Dạ, không chính xác. Đáp án là bình chân như vậy. À, bốn. Chồng của Na đi du lịch đảo nhưng vì thời tiết xấu nên bị mắc kẹt lại. Hỏi đó là đảo nào? Đố chữ địa danh. Chồng của Na
du lịch đảo đảo gì ta? Trời. Em đọc cho dễ hiểu. Chồng của Na, kệ Na đi ha. Đi du lịch ở đảo nhưng thời tiết xấu quá nên bị kẹt lại. Hỏi đó là đảo nào? Bị kẹt. Kẹt. Trời ơi, đảo gì trời? Đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc. Đảo Phú Kẹt đúng không? Đúng rồi. Đảo Phú Kẹt á. Dạ. Hay quá. Đúng rồi, đảo Phú Kẹt. Em nghĩ đi qua Thái Lan như vậy. Phú là gì? Chồng. Đó. Dạ. Phú Kẹt hả? Dạ. Đâu là Phú Kẹt hả? Dạ. Rồi. Phú Kẹt. Dạ. Tiếp theo sẽ là đố chữ. An ở đó. An có thói quen hay nhoẻn miệng cười khi ra đứng trước cửa hỏi An sống ở đâu? An cười. Bình An. Bình An. Không chính xác. Hỏi được thì khó quá. Chúc em sẽ đúng rồi, bán kết đó. Đưa đáp án. Mới tứ à, mới tứ à. Hả? Thật ra mọi người phải hiểu điều này là trong những câu hỏi này á, kể cả những câu hỏi mới có đáp án, Harry cũng chưa hiểu nhiều. Dạ. Cho nên là Harry không có thể nào đọc nhân theo cách diễn giả được. An là người thích cười mà đứng ngay cái cửa nhà cười. Cười là dùng gì? Miệng. Miệng gọi là gì? Khẩu. Đứng. Cô ấy sống ở đâu? Cửa khẩu. Đúng rồi. Xa vậy. Trời ơi, xa thiệt, khó thiệt. Khó thiệt. Là ba câu à. Phải giải thích từng chữ. Kính thưa quý vị, như vậy là anh Hứa Minh Đạt đã đúng đáp án liên tiếp ba câu. Ba là cũng dữ rồi. Ngồi này cũng khó đó. Ngon khó. Căng à. Hai ngày một đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Và bây giờ chúng ta gặp lại Nguyễn Hải, xin mời. À, thì ra từ nãy giờ mình đã ngồi mình nghe câu giải thích vừa rồi. Chưa, em mới vô em chưa biết gì luôn. Thay vì câu chuyện mình kể gốc giữa là không hiểu được đâu anh. Ok, đồng ý. Mời lên. Hai phút dành cho Nguyễn Hải, bắt đầu. Đây, đây là câu đố chữ. Cái trái gì mà làm cho không được lòng người? Trái lý. Trái gì? Trái lý. Trái lý là trái gì? Nghĩa là mình phạt ý, trái ý với nhau á. Gọi là trái gì? Trái ý. Trái ý, lên. Yeah. Trái gì thường hay mất ngủ? Trái giấc. Trái giấc, lên. Sầu gì hay trễ giờ? Sầu muộn. Lên. Hay vậy? Sao nhẹ nhàng đây vậy? Đây là một câu đố về địa danh. Lâm và Minh thích chơi U. Chơi U rồi chơi U rồi bắt nhau đó. Em biết về trò đó. Họ thường chơi ở đâu? Phân tích đi nào, nói chuyện đi. À, Lâm và Minh. Lâm, Minh chơi U. Chơi U. Thì chơi ở đâu? Gần U Minh. Lên. Lên. Xịn vậy. Đây là câu đố chữ tiếp theo. Câu gì rất đau đớn? Câu gì rất đau đớn không? À, câu gì đau đớn? Mình liệt cái hàng loạt câu. Câu gì đọc đi. Câu câu cứu. Lên. Lên. Ủa. Thầy thắng rồi. Thầy thắng rồi. Thắng rồi, cho lên luôn. Câu này quá dễ. Ve gì cần được tái chế? Dạ. Ve vừa e ve. Ve gì cần được tái chế? Ve chai. Lên. Lên. Yeah. Đây là đố cái địa danh ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh mình. Dạ. Bình nào ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh? Bình Chánh. Lên. Wow. Nó hay vậy. Đây là một đố về thành ngữ mà câu này ai cũng đã từng biết. Rất dễ luôn. Bình gì luôn tỏ ra thản nhiên mặc kệ những chuyện cấp bách đang xảy ra trước mắt? Bình thản. Đây là câu đố về thành ngữ. Thành ngữ. Thành ngữ là nhiều chữ. Bình gì? Đọc đi. Bình gì có 4 chữ. Mặc kệ mọi chuyện xảy ra, tôi vẫn bình tâm bình thạnh bình chăng. Câu này em nhớ nhưng mà ba mẹ em cả không biết ra. Hết giờ. Hay rồi em ơi, hay rồi em ơi. Hay rồi đó, hay quá, hay luôn. Xịn. Bình chân như vậy. Dạ, bình chân như vậy, đúng rồi. 7 đáp án liên tiếp chính xác. Yeah. Hay quá. Xuất sắc. 1-0 dành cho đội mình. Đúng là khi khang tiếng là không lợi thế ha. Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên Vion.